ngày mai anh chuyển nhà rồi. Anh đã quyết định xong rồi à? Nhanh thế. Em đã biết kết quả, nhưng cứ tưởng sẽ lâu hơn một chút. Như trước sau phải buông tay thì buông sớm hơn cũng tốt mà. Anh không nỡ dọn khỏi nhà cũ hả? Anh chọn đổi nhà là vì em mà. Là anh nghĩ em cũng đừng nói như vậy. Anh cũng có giới hạn riêng của mình. Em xin lỗi. Chắc tại vì em bị ám ảnh nặng quá. Em cứ sợ một ngày nào đó anh sẽ chạy đến với cô ta. Anh đã chọn ở bên em rồi mà. Chậu hoa này đẹp quá mà héo rồi. Em sẽ chăm sóc cho nó tươi trở lại. Vô ích thôi. Nó chết rồi. Dù em có cố gắng đến đâu thì nó cũng không sống lại được. Biết đâu rễ của nó còn sống sao anh? Đừng bỏ. Em sẽ chăm sóc cho nó sống lại. Trong lòng em rất oán trách anh đúng không? Cách đây không lâu em từng nghĩ chúng ta sẽ hẹn hò ở những nơi như này vào mỗi cuối tuần. Chắc sẽ tuyệt vời lắm. Em còn ước nhiều điều khác nữa. Giờ em mới biết tất cả chỉ là mơ thôi. Anh về làm cho chị hai đi. Chị hai muốn anh về lắm. Đừng làm công việc này nữa. Anh yêu em, thương em được bao lâu nữa. Bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có đẹp đâu. Một mình em cũng giấc mộng về đôi mình. Thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ nên giấc mơ vỡ tan tành. Anh yêu em được bao lâu, xem sớm nhất trên VOOV.